Chào mọi người nha. Đây, đầu tiên mình vào mình đưa số điện thoại luôn cho các bạn xem. Rồi, các bạn thấy hay thì liên hệ Zalo số này với mình nha. Rồi, mình tư vấn cho. Rồi, nhân vật chính đây. Đầu tiên là muốn in nó thì phải vạc nhá, vạc thành một cái bề mặt phẳng. Đó. Rồi mình sẽ vạc cho các bạn xem. Rồi. Các bạn vạc làm sao cho nó phẳng. Càng phẳng càng tốt nhá, đừng có lượn. Lượn là in ra nó không đều đâu. Rồi, máy thì mình đã cắm điện sẵn rồi nhá. Dùng đây. Các bạn cứ nhận máy là cắm điện nhà trực tiếp luôn nha. Rồi, nhiệt độ in như trái dừa nó dao động khoảng 350 cho đến 395. Mấy cái clip mà cài đặt nhiệt ấy thì mình đã up lên nhiều lần rồi. Các bạn xem lại nhé. Hoặc các bạn liên hệ Zalo mình lúc mà gửi khuôn ấy thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho tiện. Rồi giờ mình in nhé. Rồi các bạn in thì các bạn căn cái tay của mình nè. Cảm giác cái tay đều nhau là được. Rồi. Này, cái chỗ này nó hơi bị cấn vào cái đế nhôm. Thì các bạn in các bạn để ý nhé. Đừng có ấn một cái mép nào đó sâu quá là nó sẽ bị hằn cái vết này. Rồi logo của mình đây. Logo của khách đây. Mình làm xong cái khuôn ấy, là mình phải in thử hết cho các bạn. Để tránh trường hợp mà khi gửi hàng mà người ta ném hay làm sao đó vì một cái lý do nào đó mà cái khuôn của mình nó bị hư. Đây là cái bằng chứng mình đưa cho các bạn coi. Rồi đấy. Các bạn muốn in bất cứ nội dung gì chỉ cần không liên quan đến thuế má thôi thì mình sẽ làm hết. Đó, cứ gửi nội dung qua Zalo cho mình nhá. Ok, thấy rõ chưa? Đây, để mình lấy nét lại nhá. Rồi. Đây, cảnh báo thì mình đã dán đây rồi. Các bạn cứ làm theo clip nhé, là chắc chắn sẽ in được. Rồi, mọi thắc mắc các bạn cứ add Zalo để trao đổi với mình nhé. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn.